Hãy đến ngay với chúng tôi này, Five Star English, cùng vào lớp Anh ngữ năm sao này. We got what you need. À, em thì thấy rất là tự hào khi mà mình là được vào top 30 này. Và bố mẹ em rất là tự hào về. À, em rất là vui và cũng hơi sợ, bởi vì em biết là tin vào bên trong sẽ được phỏng vấn với cả một chuyên gia học thuật nước ngoài nên cũng hơi lo. Dạ, con cảm thấy rất là vui bởi vì con nghĩ trong đầu là có lẽ nếu mà mình cố gắng thì đây sẽ là cơ hội để mình thực hiện được ước mơ của mình ạ. Vậy là Making Dreams Come True của mùa 3 đã bước sang vòng 2, vòng tuyển chọn và phỏng vấn trực tiếp cùng giáo viên quốc tế tại Atlantic Five Star English. Ngày 10 tháng 3 vừa qua, gần 100 học sinh từ 4 trường, Trung học cơ sở Tô Hoàng, Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ và Trung học cơ sở Việt Nam Angeri đã tới Atlantic Five Star English và tham gia vòng phỏng vấn cùng giáo viên người nước ngoài. Bên cạnh đó là sự đồng hành của các bậc phụ huynh luôn lắng nghe và đồng hành cùng con trên chặng đường hiện thực hóa ước mơ. Bạn ấy thật ra thì bạn ấy chưa xác định được cái ước mơ rõ ràng đâu. Nhưng trong cuộc thi này thì bài viết của bạn ấy là về mong muốn là tất cả các ước mơ ở trong gia đình đều thành hiện thực. Tức là một ước mơ rất chi là to và rất chi là tham vọng. Nhưng mà mình thì hiểu là bạn ấy mình cũng hiểu cái ước mơ đấy của bạn ấy, bởi bạn ấy là một người rất chi là giàu trách nhiệm và giàu tình yêu thương, rất quan tâm đến mọi người. Hiện tại thì chị và bé thì thỉnh thoảng cũng có trao đổi và chia sẻ với nhau. Thì con thì cũng có một cái ước mơ là trở thành cô giáo dạy ngoại ngữ sau này. Và chị cũng rất là hy vọng là con có thể thực hiện được ước mơ đấy. Tuấn thì chuyên về tiếng Anh, nói chung là học giỏi rất giỏi về tiếng Anh. Về ước mơ của con là về lý nhưng mà sẽ chuyên về tiếng Anh để nghiên cứu về một số về gọi là bên ngoài không gian vũ trụ, rất đam mê về thiên văn học. Em nghĩ việc giao tiếp với người nước ngoài sẽ giúp em có thêm khả năng nói tiếng Anh và cải thiện thêm sự tự tin trong việc giao tiếp với người nước ngoài. Cái việc tham gia vào cuộc thi này nó rất là giúp ích, do có thể là sau này em đi thi để vào một trường hoặc là kiếm một công việc nào đó thì có thể là người ta sẽ xem vào kết quả hồi xưa của mình. Theo con thì con có thể trao dồi thêm cái kỹ năng về phần nói của con cũng như là về phần tự tin, thì con cảm thấy con có tự tin hơn ạ. Cuộc thi này thì chị cảm nhận là nó khác biệt ở cái chỗ là không về tiêu chí là về ngữ pháp hay là về giao tiếp này kia như là các trung tâm khác, các cuộc thi khác, mà quan trọng là đánh vào cái ước mơ của các con và cái cách làm sao để cho các con thực hiện được cái ước mơ đó. Thực ra cái thi này sẽ giúp con có một cái định hình về cái tiếng Anh của con, và nó có cảm giác con có cái cảm giác thoải mái và tự tin hơn trong cái giao tiếp tiếng Anh, và nó không bị cái bỡ ngỡ và cái ngại ngần trong cái cuộc sống về sau này. Thực ra anh rất thích cái cuộc thi này. Chị thì nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội rất là tốt cho các con có cái khả năng, có cái cơ hội để được thể hiện cái đam mê cũng như là cái ước mơ của mình, và cũng như là để cho các con có những cái gọi là cách thức như thế nào gọi là để hiện thực hóa được cái ước mơ của mình. Và đấy cũng là một cái con đường mà chị nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho các con trưởng thành hơn, và các con sẽ có những cái trải nghiệm, và từ những cái trải nghiệm đó thì các con có thể dần hiện thực hóa được cái ước mơ của mình. Five Star English, một công ty thuộc tập đoàn giáo dục Atlantic.